Thì trước hết là xuống đây là muốn là bác sĩ tư vấn ạ, tư vấn xem là có làm được hay không ạ. Xong thì là thứ hai là làm cho cháu ạ, là bị từ phần lưng mà xuống đến đùi ạ. Tại vì là các bạn cứ trêu bé về nó cứ buồn, cứ bảo các bạn đi học các bạn cứ trêu con rất thích là mặc quần cộc, thấy các em mặc quần cộc với mặc váy là rất là thích ạ. Nhưng mà chân như thế nên là mẹ cũng không cho mặc, nên là nhiều lúc là cũng ngoáy khóc. Nhưng mà nhìn nó mặc thì người ta lại cứ hỏi, người ta cứ hỏi là bị thế nào thì mình không muốn đi. Và hiện tại thì ngày hôm nay là buổi thứ ba mà bạn đến với phòng khám da liễu HOEO để thực hiện. Và ngay bây giờ thì Thu Hoàng sẽ cùng người tương tác và trò chuyện với bố của bạn Tú nhé. Bây giờ tôi ở từ trên Lạng Sơn xuống thì đường xá nó khá xa xôi dạ và phức vâng. tạp. Mà xuống đến Hà Nội thì đưa con xuống làm thì từ năm ngoái, gọi là năm 1 năm đại dịch Covid các thứ nữa thì tôi bây giờ mới lấy xuống con xuống đây làm lần thứ hai và thấy khác biệt thì tràng bớt đỏ nó xóa, tình trạng nó cũng được cải thiện rõ rệt. À, với khoảng cách địa lý xa đến như vậy, mình từ Vĩnh Phúc mà mình xuống với Hà Nội để giúp bé nhà mình xóa những vết tràng bớt trên khuôn mặt ý, thì chị có thể chia sẻ với quý vị biết là mình xuống đây thì có khó khăn, có vất vả gì không ạ? Đi cũng vất vả tại vì đường xa, cháu nó nhỏ nữa, kinh tế điều kiện nhà mình thì cũng không có đâu, nhưng mà con mình nó là con gái mới thời bây giờ rồi đấy. Dạ. Nó lại ở trên mặt, nó liên quan đến thẩm mỹ của con nên là mình phải điều trị. Dạ. Mặc dù điều trị nó tốn kém hay đi lại nó vất vả xa xôi nhưng mình vẫn quyết tâm mình làm cho con mình. Dạ. Biết là mất thời gian này, tiền bạc này, công sức này, sự kiên trì nữa. Nếu mà không kiên trì cũng không đi điều trị được như này. Vâng anh ơi, thì buổi 1 là tình trạng của bé nhà mình so với buổi hôm nay thì như thế nào đấy nhỉ? Buổi 1 là thấy về cái phần tràng đỏ là cũng dày hơn thế này đúng không ạ? Thì hôm nay thì sau 3 buổi đi khám hay là buổi thứ tư chúng tôi điều trị thì là tràng của cháu là nó đã chuyển màu này, sang nhạt hơn này, vị trí tràng thì bắt đầu là có những cái điểm là nó đều với màu da rồi đấy, cũng như là cái phần tràng của bé nó bắt đầu là nó mỏng dần đấy, nó sẽ đều dần. Thì của con thì cố gắng muốn cho con đi thêm mấy buổi nữa thôi là chúng ta có thể là giải quyết xong đi tràng của cháu rồi nhá. Sau buổi đầu tiên thì về chắc là chị cũng phải cảm thấy là cũng có một cái tiến triển thì tốt, cho nên là ngày hôm nay mình tiếp tục xuống đây để đăng ký cả một liệu trình cho bé mình đúng không? Đội ngũ bác sĩ ở đây thì rất nhiệt tình. Dạ. Không gian ở đây thì là sạch sẽ này, vệ sinh này. Dạ. Rồi thì là mình cảm thấy rất hài lòng nên mình đã quyết định điều trị cho con mình ở đây. Dạ vâng. Nên là ai mà có con có bị tràng bớt hay như nào đấy, dạ, thì nên đến đây điều trị cho con càng sớm càng tốt. Dạ. Càng đẻ lớn thì sẽ điều trị lâu dài và vất vả hơn. Và những tràng bớt đỏ trên khuôn mặt của em đã được cải thiện rõ rệt rồi đúng không ạ? Dạ, vâng. Và khi mà anh đến với OYO và mình nhận được kết quả như vậy và chỉ sau 3 buổi thôi thì không biết là cái cảm xúc của mình bây giờ như thế nào ạ? Vâng, tôi rất cảm thấy rất vui và mình chúc các ban ngành ở Ohio này là càng ngày càng phát triển. Ừ, dạ vâng, em cảm ơn anh Đàm rất là nhiều. Khi con mình với chị cũng có thấy vui không? Tại nhiều lúc nghĩ cũng thấy nó tủi thân, nghĩ cũng tội cho nó. Nên là nếu mà chữa được hết thì là mình cảm thấy rất là vui ạ, rất là mừng ạ.